Cá mập trắng, còn được gọi là Carcharodon, Carcharias, là một trong những loài cá mập nổi tiếng và biểu tượng nhất trong thế giới đại dương. Với vẻ ngoài mạnh mẽ và sức mạnh đáng kinh ngạc, cá mập trắng là những sinh vật gợi lên sự kích thích và sự tò mò của con người. Hãy cùng khám phá về kích thước, hình dáng, đời sống, tập tính và phong cách săn mồi của loài cá mập này. Kích thước và hình dáng. Cá mập trắng là một trong những loài cá mập lớn nhất trên thế giới, với kích thước có thể đạt đến khoảng 6-7 mét, 20-23 feet, và cân nặng lên đến 2,5 tấn. Chúng có hình dáng thon dài và thân hình mảnh mai, với lưng màu xám hoặc xanh dương và bụng trắng. Cá mập trắng được phân biệt bởi hàm răng sắc nhọn và cắn mạnh mẽ, là vũ khí chính trong việc săn mồi. Đời sống. Cá mập trắng thường sống ở vùng biển ôn đới và ôn hòa trên toàn thế giới, bao gồm cả vùng biển Bắc và Nam Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng thường xuất hiện gần bờ biển, trong khu vực có nguồn thức ăn dồi dào như cá ngừ, hải cẩu và cá voi. Cá mập trắng thường di chuyển độc lập và có thể đi xa hàng ngàn dặm trong thời gian ngắn. Chúng là những nhà điều hành lưu vong, luôn tìm kiếm nguồn thức ăn mới và địa điểm săn mồi phù hợp. Tập tính. Cá mập trắng là những kẻ săn mồi tinh nhuệ và tàn bạo nhất trong đại dương. Chúng có khả năng di chuyển nhanh chóng và phản ứng nhanh nhạy khi phát hiện ra mồi. Tuy nhiên, chúng cũng có thể chờ đợi, ngụy trang và lẩn trốn dưới đáy đại dương để tấn công bất ngờ. Mặc dù có thể có ấn tượng là cá mập trắng là những sinh vật hung dữ và nguy hiểm, nhưng thực tế là chúng thường tránh xa con người và chỉ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa hoặc khi đang săn mồi. Sự tấn công của cá mập trắng đối với con người thường là hiếm hoi và thường xảy ra do nhầm lẫn hoặc tình cờ. Săn mồi. Cá mập trắng là kẻ săn mồi hoàn hảo, sử dụng cả sự nhanh nhẹn và sức mạnh vật lý để bắt được con mồi. Chúng thích săn mồi như cá ngư, cá thu, cá bớp và các loài hải cẩu nhỏ. Khi tìm thấy mồi, cá mập trắng sẽ tiến gần dần rồi tấn công bất ngờ, sử dụng hàm răng sắc nhọn và cắn mạnh mẽ để giữ chặt con mồi. Cuộc sống của cá mập trắng là một chặng đường phiêu lưu và mạo hiểm trong thế giới đại dương. Với sức mạnh và sự tinh nhuệ của mình, chúng là những nhà vô địch trong thế giới dưới nước, góp phần duy trì sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái đại dương.